Kính chào quý vị. Bão số 6 cách Đà Nẵng khoảng 370 km, gió giật cấp 14, hướng thẳng vào Trung Bộ. Một thông tin đáng lưu ý là dù bão số 6 chưa tan, nhưng trên biển đã hình thành thêm cơn bão mới. Cơn bão Không Rây đang mạnh lên nhanh chóng, có thể tăng cấp thành bão Cuồng Phong, sẽ dự báo tiếp nối cơn bão số 6. Mời quý vị cùng Chuyển động Duyên Hải chiều nay cập nhật tin mới và nóng. Bão số 6 vẫn nguyên vận tốc 20 km/h, có hướng đi phức tạp đi nhanh vào vùng Trung Trung Bộ. Chiều tối nay, miền Trung bắt đầu mưa lớn, cảnh báo đối mặt nguy cơ lụt lịch sử như năm 2020. Công tác ứng phó bão số 6 tại Quảng Ngãi được thực hiện rất chủ động, sẵn sàng ứng phó với bão số 6. Sáng nay, xuất hiện ngư dân ở Quảng Ngãi phớt lờ lệnh cấm, liều mình ra khơi trong mưa bão. 4 sân bay ở miền Trung tạm dừng hoạt động từ ngày mai để tránh bão số 6. Đã tìm thấy hai trẻ em gửi ở máy ấm Quan Âm và giao cho gia đình. Bão số 6 vẫn nguyên vận tốc 20 km/h, di chuyển theo hướng Tây và đi nhanh hướng về vùng biển Trung Trung Bộ. Lúc 16 giờ chiều nay, vị trí tâm bão nằm trên vùng biển phía Tây Bắc quần đảo Hoàng Sa, cách Đà Nẵng khoảng 370 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, giật cấp 14. Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 6 di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, giảm tốc độ xuống khoảng 15 km/h. Đến 16 giờ ngày 27 tháng 10, vị trí tâm bão nằm trên vùng biển ven bờ các tỉnh Trung Trung Bộ. Sức gió giảm xuống còn cấp 9, giật cấp 11. Trong 24 giờ tiếp theo, bão số 6 sẽ đổi hướng hoặc lại hướng Nam Đông Nam, sau đó chuyển đông. Tốc độ giảm xuống chỉ còn khoảng 5 km/h. Sức gió tiếp tục giảm thêm 1 cấp, còn cấp 8, giật cấp 10. Đến 16 giờ ngày 28 tháng 10, vị trí tâm bão trên vùng biển ngoài khơi Trung Trung Bộ. Trong 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng đông với tốc độ từ 5 đến 10 km/h với sức gió cấp 7, giật cấp 9. Sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 16 giờ ngày 29 tháng 10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 130 km về phía Tây Tây Nam. Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng đông, mỗi giờ đi được từ 5 đến 10 km, cường độ tiếp tục suy yếu thêm. Đài khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ngãi cho biết, hiện vùng biển Quảng Ngãi bao gồm cả huyện đảo Lý Sơn có gió bão mạnh dần lên cấp 8, có lúc cấp 9 và cấp 10, cấp 11, sóng biển cao từ 3 đến 5 m, biển động rất mạnh. Khả năng từ đêm nay, khu vực các huyện ven biển phía bắc của tỉnh như Bình Sơn, Sơn Tịnh, thành phố Quảng Ngãi có gió mạnh lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Các huyện ven biển phía nam tỉnh có gió cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Toàn bộ tàu thuyền, lồng bè nuôi thủy hải sản trên vùng biển và khu vực biển ven bờ đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn. Đề phòng nguy cơ sạt lở đê, kè biển tại vùng ven biển do tác động của sóng lớn và nước dâng do bão. Từ chiều tối nay, khu vực Trung Trung Bộ có mưa to đến rất to và diễn ra trên diện rộng. Cảnh báo miền Trung đối mặt nguy cơ lụt lịch sử như năm 2020. Cảnh báo cơn bão có nguy cơ gây ra một đợt mưa lớn diện rộng ở khu vực Trung Trung Bộ. Khu vực các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, mưa từ 300 đến 500mm, có nơi trên 700mm. Nguy cơ mưa cường suất lớn trong 3 giờ trên 100mm. Các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Bình Định, khu vực Bắc Tây Nguyên, mưa từ 100 đến 200mm, có nơi trên 300mm. Trong trường hợp bão không đi quá sâu rồi đổi hướng quay ra sớm hơn, thì xác suất thấp tác động mưa gió trên đất liền thay đổi theo xu hướng ít hơn. Hoàn lưu của bão cũng rất rộng, nên tâm bão có thể ở xa, nhưng phía trong vẫn bị ảnh hưởng. Từ khoảng ngày chiều và tối ngày 26, thì khu vực Trung Trung Bộ các tỉnh từ khoảng Hà Tĩnh cho đến Quảng Ngãi là sẽ có xuất hiện một đợt mưa vừa mưa to đến rất to. Trong đấy thì trọng tâm sẽ rơi vào các tỉnh là Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng đến Quảng Nam. Lượng mưa thì chúng tôi hiện nay chưa có các thông số cụ thể, nhưng phổ biến đâu đó sẽ khoảng từ 300 đến 500mm trong vòng khoảng 3 ngày. Và còn có khả năng là mưa tập trung trong một thời gian ngắn khi mà bão tiến sát bờ Việt Nam ấy, thì cái khả năng lớn nhất đối với hiện nay đấy là cái nguy cơ về lũ quét và sạt lở đất. Ngoài ra thì ở Đà Nẵng chẳng hạn cũng đã xảy ra các trường hợp là ngập úng đô thị do cái lượng mưa lên đến 400-500mm trong vòng một ngày. Thì cái lần này cũng có thể xảy ra cái nguy cơ đấy. Và cái thứ ba là mực nước trên các cái hồ chứa và các con sông cũng sẽ tăng cao trong những ngày tới. Cái đặc biệt nữa là cái lượng mưa rất lớn. Và lượng mưa như vậy nếu cái mức là 500, 700, thậm chí có nơi 1.000 thì không cẩn thận nó sẽ lại như kịch bản của năm 2020.
và nó sẽ gây ra cái ngập lụt đô thị, dân cư rồi sạt lở vân vân. Chúng ta chưa nói đến cái nhiều đến cái sạt lở bờ biển. Nhưng mà với cơn bão này, mặc dù gió không to, giật có thể nó chỉ đến cấp 10, cấp 11 thôi, nhưng mà cái thời gian lưu sóng nó rất lâu. Và cái thứ hai nữa là sóng theo cái hướng hiện nay thì nó khoảng 45-50 độ chích vào bờ, mà nó lại lâu như thế này nữa thì khả năng cao là sẽ có cái sạt lở bờ biển rất lớn. Từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi được cảnh báo có nguy cơ mưa cục bộ cường suất lớn trên 100mm trong 3 giờ đồng hồ. Cơ quan khí tượng cũng cảnh báo từ đêm nay đến ngày 29 tháng 10, trên các sông từ Hà Tĩnh đến Bình Định, Kon Tum, Gia Lai có khả năng xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ trên các sông từ 3 đến 8 mét. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi lên mức báo động 2, báo động 3, có sông trên báo động 3. Các sông ở Quảng Bình lên mức báo động 1, báo động 2, có sông trên báo động 2. Các sông ở Hà Tĩnh, Bình Định, Kon Tum lên trên mức báo động 1. Nguy cơ cao sẽ ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc ở khu vực vùng núi từ Hà Tĩnh đến Bình Định, Kon Tum và Gia Lai. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng lưu ý, ở ngoài khơi Philippines vừa có một cơn bão hình thành sẽ làm đường đi của bão số 6 rất kỳ dị. Vì vậy, hôm nay và ngày mai, dự báo hướng đi của bão số 6 còn tiếp tục thay đổi. Vì sao bão số 6 gây mưa không kém bão số 3? Cơn bão Yagi, dù cường độ các cơn bão số 6 yếu hơn rất nhiều. Theo các chuyên gia, bão số 6 có địa mạng dông rất rộng. Khi áp sát vùng biển ven bờ từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, bão di chuyển rất chậm, sau đó quay ra biển khiến thời gian bão ảnh hưởng đến đất liền kéo dài, gây ra tổng lượng mưa từ 300 đến 500mm, có nơi trên 700mm ở Quảng Bình đến Quảng Ngãi, tương đương với mưa do bão Yagi gây ra ở miền Bắc, dù cường độ yếu hơn. Theo các chuyên gia, do thời gian hoạt động vùng biển ven bờ khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi rất lâu, nên tác động của bão với đất liền miền Trung kéo dài, gây ra lượng mưa rất lớn. Bão Trà My hình thành từ một áp thấp nhiệt đới ở ngoài khơi Philippines, mạnh lên thành bão vào ngày 22 tháng 10, đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 6 từ chiều ngày 24 tháng 10. Đây được nhận định là cơn bão có hướng di chuyển kỳ dị, khó lường nhất từ đầu mùa. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia khuyến cáo người dân cập nhật liên tục các bản tin dự báo mới nhất về bão Trà My, cơn bão số 6. Các địa phương từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi tổ chức rà soát, sẵn sàng ứng phó mưa lớn sau bão, nhất là sơ tán người dân, khu vực nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất. Quảng Ngãi yêu cầu tạm hoãn các cuộc họp không cần thiết từ 7 giờ sáng nay. Các đơn vị tập trung chống bão số 6 đang áp sát đất liền. Từ 10 giờ sáng nay, Quảng Ngãi bắt đầu cấm biển cho đến khi bão tan. Thời tiết trên biển không còn nguy hiểm. Tất cả các đơn vị của Quảng Ngãi theo nhiệm vụ của mình theo dõi chặt chẽ diễn biến bão, thông báo, hướng dẫn tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết hướng đi của bão, chủ động di chuyển tránh né vùng nguy hiểm và đến nơi tránh trú bão an toàn. Việc sắp xếp tàu thuyền, lồng bè nuôi trồng thủy sản ở các vùng neo đậu phải hoàn thành trong chiều cùng ngày. Cơ quan chức năng nhận định, bão số 6 ảnh hưởng đã khiến vùng biển đảo Lý Sơn có gió cấp 10, giật cấp 11. Các huyện ven biển từ Bình Sơn, thành phố Quảng Ngãi có gió cấp 8, cấp 9, giật cấp 10. Các địa phương còn lại của tỉnh Quảng Ngãi cũng bị ảnh hưởng nhưng gió giật nhẹ hơn. Để giảm thiểu thấp nhất thiệt hại do bão số 6 gây ra, nhất là an toàn tính mạng cho người dân, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi xác định vùng trọng điểm ảnh hưởng bão là đảo Lý Sơn và các xã ven biển huyện Bình Sơn và thành phố Quảng Ngãi. Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các địa phương khẩn trương thực hiện các phương án ứng phó, hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa, trụ sở, công trình. Công tác này phải hoàn thành trong ngày hôm nay. Đồng thời, hai huyện Lý Sơn, Bình Sơn và thành phố Quảng Ngãi chủ động theo dõi thời tiết, lên phương án chốt thời gian di dời, sơ tán 2.500 hộ dân với hơn 7.700 nhân khẩu đến nơi an toàn. Ưu tiên đưa người dân đến các trụ sở kiên cố như Ủy ban Nhân dân xã, trạm y tế, trường học, trụ sở cơ quan trên địa bàn để tránh trú. Hôm qua, chính quyền huyện đảo Lý Sơn đã phối hợp với đồn biên phòng Lý Sơn triển khai lực lượng giúp người dân chằng chống nhà cửa, kêu gọi tàu thuyền vào vùng neo đậu tránh trú, đồng thời hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho những hộ gia đình khó khăn neo đơn. Công tác ứng phó bão số 6 tại Quảng Ngãi được thực hiện rất chủ động. Các lực lượng trực chiến như biên phòng, quân đội, công an, dân quân đã sẵn sàng quân số hỗ trợ dân khi cần thiết. Chiều nay, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Trần Hoàng Tuấn đã đi kiểm tra công tác ứng phó với bão số 6 tại khu neo đậu tàu thuyền và tránh trú bão Tịnh Hòa, thành phố Quảng Ngãi.
Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các lực lượng chức năng phải túc trực thường xuyên, kiểm tra các khu neo đậu và tránh trú bão, các lồng bè nuôi trồng thủy sản. Lưu ý, Ban Quản lý cảng cá, lực lượng bộ đội biên phòng và chính quyền địa phương tuyên truyền, hướng dẫn hộ dân, cư dân neo buộc tàu cá, tránh va đập khi có gió lớn gây hư hỏng tàu cá. Đảm bảo an toàn cho người dân phải đặt lên hàng đầu, không để bất cứ người dân nào ở trên tàu cá cũng như lồng bè nuôi thủy sản khi bão số 6 vào. Hiện nay thì theo báo cáo của Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, toàn bộ tàu thuyền của ngư dân Quảng Ngãi đã được đưa vào các cái cảng, các cái nơi neo đậu tránh trú bão an toàn. Một số tàu còn lại thì cũng không trong cái phạm vi mà bão đi qua. Do vậy thì đồng thời các cái lồng bè của ngư dân đang nuôi trồng thủy sản cũng đã được neo đậu vào nơi an toàn. Thì có thể nói là công tác chuẩn bị của Quảng Ngãi đối với các tàu thuyền cũng như là nuôi trồng thủy sản đến nay cơ bản ổn định. Bây giờ là nhiệm vụ là phải động viên ngư dân, phải khi mà bão găng vào là phải di dời toàn bộ ra khỏi tàu thuyền để đảm bảo an toàn tính mạng. Đây là trách nhiệm của xã cũng như là của các cái bến cảng đã được chấp hành và hầu như ngư dân cũng đã đồng tình với việc này. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi cho biết hiện tất cả tàu thuyền của ngư dân Quảng Ngãi đã nhận được thông tin diễn biến hướng di chuyển của bão số 6. Hiện không có tàu thuyền nào của tỉnh Quảng Ngãi ở trong vùng nguy hiểm của bão số 6. Đã có hơn 4.200 tàu với trên 33.000 lao động đã vào bờ neo đậu. Trong đó, neo đậu tại tỉnh Quảng Ngãi là 1.260 chiếc. Toàn bộ lồng bè nuôi trên biển ở đảo Lý Sơn đã được đưa vào cảng neo trú tàu thuyền Lý Sơn. Lực lượng bộ đội biên phòng ở các đồn, trạm thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn tàu cá vào neo đậu tại các bến, kiên quyết xử lý nghiêm các chủ phương tiện và ngư dân không chấp hành. Hiện vùng biển Quảng Ngãi đã có gió cấp 6, cấp 7, sóng biển trắng xóa, nhưng nhiều ngư dân hành nghề thuyền thúng ở thôn Phước Thiện thuộc xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi vẫn lách sóng ra khơi, khai thác hải sản. Trước thực tế này, chính quyền và các cơ quan chức năng thực hiện biện pháp mạnh theo lệnh cấm biển của tỉnh trong thời gian ứng phó bão số 6. Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành lệnh cấm biển từ 10 giờ sáng nay. Tuy nhiên, dọc bờ biển thôn Phước Thiện vẫn nhộn nhịp thuyền thúng cập bờ. Nhiều ngư dân vẫn luồn lách qua những con sóng trắng xóa đưa thuyền thúng ra khơi đánh bắt. Sự chủ quan là nguyên nhân khiến ngư dân phải vật lộn đối mặt với nhiều hiểm nguy. Sáng hơi lắm, sáng bủ hơi lắm. Rồi có đồ bị bắt lớn, đồ bao vô. Bao vô bây giờ thấy nó hồng nã, thấy nó im cố rồi bây giờ đi vô, bây giờ nó xen lại á. Bây giờ nó xen lại ạ. Bây giờ là quảng hồng bao vô. Đó là thuyền thúng luôn à. Rồi có anh em nó đông nữa, nó giết mình. Anh em là phụ với nhau. Trước việc ngư dân không chấp hành lệnh cấm biển, chính quyền địa phương và bộ đội biên phòng đã tổ chức lực lượng thường trực để tuyên truyền vận động, đồng thời có thể sử dụng biện pháp cưỡng chế hành chính để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân trước cơn bão số 6. Hiện nay chúng tôi đang cho thống kê rà soát lại những cái trường hợp này để khẩn trương kêu gọi các tàu thuyền này phải sớm vào nơi an toàn. Theo đó là chỉ đạo cho đồn biên phòng các xã, đặc biệt là xã Bình Hải là phải khẩn trương rà soát từ trong lực lượng quản số phương tiện quản lý tàu thuyền cộng với lại là làm việc với các thôn xóm hộ gia đình để rà soát chính xác là hộ nào. Đơn vị đã triển khai một tổ công tác xuống trực tiếp địa bàn tuyên truyền nhắc nhở người dân nắm được diễn biến di chuyển của bão để người dân biết và không đi hành nghề. Đối với những các cái người dân mà đang còn hoạt động đánh lưới trên biển, đơn vị liên lạc với người nhà, yêu cầu người nhà liên lạc với các người dân còn ngoài biển quay vào trong bờ để đảm bảo an toàn. Bão số 6 đang diễn biến phức tạp, sự chủ quan ỷ lại vào kinh nghiệm nhìn trời đoán gió có thể dẫn đến hậu quả khó lường. Chính quyền địa phương cùng cơ quan chức năng sẽ kiên quyết xử lý, không xảy ra trường hợp thiệt người mất của vì sự chủ quan. Tỉnh Quảng Nam đã cấm biển từ 10 giờ sáng hôm qua, ngày 25 tháng 10. Tối qua cũng đã bắn pháo hiệu báo bão trên toàn tuyến biển của tỉnh. Để ứng phó với bão số 6 đang đổ bộ vào, người dân ở tỉnh Quảng Nam đã sử dụng nhiều cách chằng chống nhà cửa. Tại xã biển Tam Thanh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, vào sáng nay,
người dân ở các làng biển đã tất bật dùng nhiều cách bảo vệ nhà cửa, ứng phó với bão số 6. Cách phổ biến nhất là dùng các bao cát, thùng xốp, bao ni lông, can nhựa đựng nước chặn lên mái nhà. Nhiều người dân muốn chắc chắn hơn thì sử dụng dây thừng cột chặn mái nhà, các cánh cửa. Tại tuyến đường ven biển Tam Thanh, nhiều loa phát thanh liên tục thông báo diễn biến của cơn bão và yêu cầu người dân không được chủ quan, lo chằng chống nhà cửa, bảo vệ tài sản. Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An ở tỉnh Quảng Nam sẵn sàng đón người dân trong khu vực nguy hiểm đến tránh bão số 6 khi cần thiết. Khu nghỉ dưỡng đã phối hợp cùng các cơ quan địa phương lên phương án ứng phó khi bão đổ bộ, hỗ trợ nơi ở an toàn cho người dân trong vùng nguy hiểm, bố trí 100 phòng nghỉ với đầy đủ tiện nghi cần thiết như chăn đệm, nước sạch, cung cấp bữa ăn hàng ngày và phòng vệ sinh riêng, có thể ngay lập tức đón khoảng 400 người dân trong khu vực nguy hiểm sơ tán đến tránh bão. Trong ngày hôm nay, Đà Nẵng đã xuất hiện mưa do ảnh hưởng của bão số 6. Từ chiều nay, Đà Nẵng đã cấm biển, kêu gọi tàu thuyền đi trú tránh an toàn, đồng thời tạm dừng hoạt động tắm biển và các hoạt động vui chơi giải trí dưới nước. Đến trưa nay, Đà Nẵng còn 4 tàu thuyền với 40 lao động trên biển thuộc khu vực Vịnh Bắc Bộ. Đến chiều nay, Đà Nẵng đón hơn 1.800 tàu thuyền vào neo đậu tránh trú bão số 6. Trong đó có hơn 1.100 tàu thuyền của Đà Nẵng và gần 700 tàu cá các tỉnh khác. Do số lượng tàu thuyền từ các tỉnh miền Trung vào Đà Nẵng nhiều, nên việc neo đậu trải dài ở cả 4 quận. Riêng 30 tàu du lịch chủ yếu đậu ở cảng Sông Hàn. Hiện tại, chỉ tính riêng khu vực cảng cá Thọ Quang đã có gần 950 tàu vào trú tránh, trong đó có hơn 500 tàu cá từ các tỉnh bạn. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng cho biết, ngoài việc nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi, đơn vị này cũng phối hợp với Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải khu vực 2, tổ chức phương án tìm kiếm cứu nạn trên biển, đồng thời yêu cầu di dời các tàu kinh doanh xăng dầu ra khỏi âu thuyền, đến neo đậu tại các khu vực phù hợp, bảo đảm an toàn phòng chống cháy nổ. Sáng ngày 26 tháng 10, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận cho biết, lực lượng chức năng và các tàu thuyền vẫn đang tìm kiếm một ngư dân mất tích trên vùng biển Phan Thiết. Nạn nhân là ngư dân Trần Tân Nhật, 20 tuổi, ngụ thành phố Phan Thiết, bị rơi xuống biển vào trưa hôm qua ở vùng biển cách cửa cảng Phan Thiết khoảng 800m. Ngư dân gặp nạn đi trên tàu cá tỉnh Bình Thuận, hành nghề lưới rê, gồm 7 lao động. Khoảng 13 giờ hôm qua ngày 25 tháng 10, khi tàu cá đang trên đường về cảng Phan Thiết vào đến phao số 0, cách cửa cảng Phan Thiết khoảng 800m, thì ngư dân Trần Tân Nhật bị rơi xuống biển. Thuyền trưởng đã tổ chức tìm kiếm nhưng không tìm thấy. Hiện tàu cá vẫn đang tiếp tục tìm kiếm nạn nhân mất tích. Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận đã chỉ đạo các đồn biên phòng, hải đội 2 thông báo cho tàu thuyền, ngư dân đang hoạt động gần khu vực biển trên biết, hỗ trợ tìm kiếm. Đồn biên phòng Thanh Hải thường xuyên giữ liên lạc với thuyền trưởng tàu cá để nắm tình hình, sẵn sàng lực lượng, phương tiện hỗ trợ. Thưa quý vị, Cục Hàng không Việt Nam quyết định tạm dừng khai thác 4 sân bay Đà Nẵng, Phú Bài, Đồng Hới, Chu Lai vào ngày 27 tháng 10 để tránh bão Trà My. Sân bay quốc tế Phú Bài tạm dừng hoạt động từ 6 giờ đến 22 giờ ngày 27 tháng 10. Sân bay Đồng Hới tạm dừng từ 6 giờ đến 19 giờ ngày 17 tháng 10. Sân bay quốc tế Đà Nẵng dừng khai thác từ 6 giờ ngày 27 tháng 10 đến 4 giờ ngày 28 tháng 10. Sân bay Chu Lai dừng từ 10 giờ ngày 27 tháng 10 đến 10 giờ ngày 28 tháng 10. Cục Hàng không Việt Nam cho biết bão số 6 có khả năng ảnh hưởng và uy hiếp an toàn khai thác tại một số sân bay miền Trung nên cần tạm dừng hoạt động. Tổng công ty quản lý bay Việt Nam được yêu cầu thông báo cho các máy bay đến miền Trung và điều hành bay đảm bảo an toàn. Chính quyền huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An đã kịp thời di dời khẩn cấp 5 hộ dân với 26 nhân khẩu đang sinh sống dưới chân núi ở bản Sóc Ve, xã Mường Tiếp. Khu vực này đã xuất hiện vết nứt kéo dài hơn 100m, vắt ngang quả đồi. Tối ngày 21 tháng 10, người dân bản Sóc Ve nghe tiếng nổ lớn phát ra trên khu vực đồi cạnh tỉnh lộ 445D. Khi kiểm tra khu vực thì phát hiện một số vết nứt rộng 10cm, sâu khoảng 40cm, dài hơn 100m, chạy qua nền nhà một hộ dân. Kiểm tra hiện trường ghi nhận vết nứt có dấu hiệu lan rộng. Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng tại chỗ, tổ chức sơ tán người dân cùng tài sản đến nơi an toàn.